chào các em. Hôm nay cô sẽ gặp các em ở trong một cái đề kiểm tra. Đó chính là đề kiểm tra học kỳ 2, đề số 1 của cô. Trong đề kiểm tra học kỳ này thì cô sẽ có cái cấu trúc đề, đó là toàn bộ là 25 câu hỏi trắc nghiệm. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục với chúng ta sẽ bắt đầu với cái câu số 1, là câu đầu tiên ở trong đề chúng ta. Câu số 1 đề bài có hỏi các em như sau: có các câu sau câu nào đúng khi định nghĩa về dung dịch? Câu nào đúng khi định nghĩa về dung dịch? Được chưa? A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất rắn và chất lỏng. Dung dịch của chúng ta là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi. Được chưa? Vậy thì A của chúng ta là phát biểu chưa chính xác, hay nó khác, đây không phải là định nghĩa về dung dịch. B. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất khí và chất lỏng. Cũng tương tự thế, không chính xác này. Nó phải là của dung môi và chất tan, đúng không ạ? C. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của hai chất lỏng. Và D. Là dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi. Vậy thì cái phương án đúng khi nói về định nghĩa của dung dịch đó chính là phương án D. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi. Chúng ta chọn đáp án D cho câu hỏi số 1. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 2. Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào? Các từ khóa trong câu hỏi số 2 đó là gì ạ? Thứ nhất là tăng nhiệt độ. Tăng nhiệt độ. Cái thứ hai là giảm áp suất. Và cái thứ ba người ta đang hỏi về độ tan của chất khí. Được chưa? Độ tan của chất khí sẽ tăng khi mà chúng ta giảm nhiệt độ và tăng áp suất. Vậy ở đây đang diễn ra quá trình ngược lại, đó là tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí sẽ phải giảm. Vậy là chúng ta phải chọn phương án B cho câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3. Độ tan của natri clorua trong nước ở 20 độ C là 36g. Khi mới hòa tan 14g natri clorua vào 40g nước thì phải hòa tan thêm bao nhiêu gam natri clorua nữa để thu được dung dịch bão hòa? Vậy trong phần này cô sẽ có như sau này. Cái độ tan của natri clorua ở nhiệt độ 20 độ C là 36g có nghĩa là gì ạ? Câu số 3. Cô có đó là 100g dung môi, 100g nước có thể hòa tan được 36g natri clorua ở 20 độ C. Được chưa? Vậy thì trong phần này chúng ta cần hòa tan vào 40g nước. Vậy đây là 40g nước này. Thì có thể hòa tan được một cái lượng natri clorua bằng 40 x 36 chia cho 100. 40 nhân với 36 chia cho 100. Vậy cô tính ra được 40 x 36 và chia cho 100 bằng 14,4g. 14,4g. Và trong phần này chúng ta mới hòa tan 14g natri clorua thôi. Như vậy dung dịch thu được là dung dịch chưa bão hòa. Vậy thì cái khối lượng natri clorua, khối lượng của natri clorua có thể hòa tan thêm ấy sẽ bằng 14,4 trừ đi 14, có nghĩa là bằng 0,4g. Bằng 0,4g. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B cho câu hỏi số 3. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 4. Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước? Tất cả các oxit đều tác dụng được với nước. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ làm câu hỏi này bằng cách là loại trừ các đáp án. Cô thấy trong đáp án A chúng ta có CuO và Fe2O3 là không tác dụng được với nước. Vậy chúng ta sẽ loại trừ đáp án A. Đáp án B thì toàn bộ các chất này đều tác dụng được với nước. Đáp án C có ZnO, SiO2 và PbO không thỏa mãn, đúng không ạ? Vậy là chúng ta sẽ loại trừ đáp án C. Đáp án D, SO2, Al2O3, HGO và K2O. Chúng ta thấy nhôm oxit và thủy ngân oxit, thủy ngân hai oxit là không có khả năng tan trong nước. Vậy thì loại được đáp án D. Như vậy cái phương án cần chọn cho cái câu hỏi số 4 này chính là đáp án B. SO3, Na2O,
canxi oxit và P2O5 là các oxit mà có khả năng tác dụng đối với nước. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 5. Chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và đầy đủ nhất trong số các định nghĩa sau. A. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn. Đây cũng là một trong những cái định nghĩa đúng nhưng chưa đầy đủ về chất xúc tác. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hóa học diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên thì cái khối lượng của nó không tiêu hao trong quá trình phản ứng. Vậy thì với cái định nghĩa như vậy thì đáp án A là đáp án chưa đầy đủ. Được chưa? B. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn nhưng không tham gia vào phản ứng. Không tham gia vào phản ứng. Nó có thể tham gia vào phản ứng nhưng sau phản ứng nó lại nhả ra. Đúng ạ? Như vậy phát biểu này cũng chưa chính xác. C. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn và tiêu hao trong phản ứng. Tiêu hao thì là sai mất rồi. Đúng ạ? Nó không tiêu hao trong phản ứng. D. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng. Vậy thì phát biểu D là phát biểu chính xác cho cái định nghĩa về về chất xúc tác của chúng ta. Vậy câu số 5, chúng ta sẽ chọn đáp án D. Câu số 6, với một lượng chất tan xác định khi tăng thể tích của dung môi thì... Đề bài đang hỏi về sự biến đổi của C% và CNM khi mà tăng thể tích của dung môi. Ở đây cô ghi lại cho các bạn hai công thức tính nồng độ C% và nồng độ mol trên lít. Câu số 6 này. C% của cô được xác định bằng M chất tan chia cho M dung dịch nhân với 100%. Vậy, khi mà tăng thể tích của dung môi, khi tăng thể tích của dung môi thì dẫn tới là cái khối lượng của dung môi thay đổi. Khối lượng dung môi sẽ bị tăng và đồng thời là khối lượng dung dịch cũng bị tăng theo. Dung dịch tăng thì dẫn tới là C% sẽ bị giảm. Được chưa ạ? Công thức thứ hai là CNM bằng N chia cho V. Khối lượng của chất tan là xác định rồi. Vậy có nghĩa là N, số mol cũng xác định. Thể tích dung môi tăng dẫn tới là cái V này tăng. V tăng thì CNM sẽ phải giảm. Như vậy là khi mà với một lượng chất tan xác định tăng thể tích của dung môi thì C% và CNM sẽ bị giảm. Và chúng ta sẽ phải chọn phương án B cho câu hỏi số 6. C% giảm và CNM cũng giảm. Chúng ta đi vào câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 7. Bằng cách nào sau đây có thể điều chế được dung dịch natri clorua 15%? A. Hòa tan 15g natri clorua vào 90g nước. B. Hòa tan 15g natri clorua vào 100g nước. C. Hòa tan 30g natri clorua vào 170g nước. Và D là hòa tan 15g natri clorua vào 190g nước. Vậy thì với cái câu hỏi này thì các em sẽ tính cho cô C% của các đáp án A, B, C, D. Sau đó thì đáp án nào ra được 15% thì chúng ta sẽ chọn. Ở đáp án với câu số 7 này, cô ghi lại công thức C% sẽ bằng M chất tan chia cho M dung dịch nhân với 100%. Vậy trong đáp án A chúng ta sẽ có C% sẽ bằng 15 là khối lượng của chất tan chia cho M dung dịch sẽ bằng M nước cộng M chất tan. Như vậy đây là 90 cộng với 15. 90 cộng với 15 thì bằng 105 nhân với 100%. Vậy bằng 15 chia cho 105 nhân 100 bằng 14,29%. 14,29%. Ở đáp án B C% ở đây bằng 15 chia cho 115 nhân với 100%. Vậy bằng 15 chia cho 115 nhân 100 bằng 13,04%. Đáp án C của chúng ta là gì ạ? C% sẽ bằng 30 chia cho 170 cộng với 30 thì bằng 200 nhân với 100%. Vậy bằng 30 chia cho 200 nhân 100 bằng 15%. Và đáp án D, C% bằng 15 chia cho
190 cộng với 15 là 205. Nhân với 100%. Vậy bằng 15 này chia cho 205 nhân 100. Vậy bằng 7,32%. Vậy là đáp án C đang cho kết quả C phần trăm bằng 15%. Vậy các em sẽ chọn phương án C cho câu hỏi số 7. Chuyển sang câu hỏi số 8. Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 4,48 lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Dùng chất nào sau đây để có khối lượng nhỏ nhất? Vậy trong bài toán này thì chúng ta lại phải đi tính cái gì ạ? À, tính xem khối lượng của từng chất được sử dụng ở câu hỏi số 8 này. Chúng ta sẽ phải viết phương trình phản ứng diễn ra. À, phản ứng đầu tiên là KClO3. Nhiệt phân thì sẽ cho ra cái gì ạ? À, sẽ tạo ra KCl cộng với oxy. Cân bằng là 2 và KClO3, 2 và KCl và 3 và oxy. Với số mol oxy bằng 4,48 chia cho 22,4, chúng ta sẽ tính ra được số mol bằng 0,2 mol. Vậy đây là 0,2. 0,2 thì cô tính ra được số mol của KClO3 sẽ bằng 0,2 nhân 2 chia cho 3. Vậy là 0,4 chia cho 3. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được khối lượng của KClO3. Suy ra, khối lượng của KClO3 sẽ bằng 0,4 này chia cho 3 nhân với 122,5. Được chưa? 0,4 chia 3 nhân 122,5. Vậy bằng 16,33 gram. 16,33 gram. Đó là khi các em sử dụng KClO3. Trường hợp thứ hai là chúng ta sử dụng KMNO4. Vậy KMNO4 nhiệt phân sẽ cho ra là K2MNO4 cộng với MNO2 và cộng với oxy. Chúng ta cần cân bằng cho 2 vào KMNO4. Vậy ở đây cô có là 0,2 mol. Dẫn tới là số mol của KMNO4 sẽ bằng 0,4 mol. Từ đây chúng ta tính ra được cái khối lượng. Suy ra được khối lượng của KMNO4 sẽ bằng 0,4 nhân với 158. Cô tính luôn giá trị này. 0,4 nhân 158 thì bằng 63,2 gram. 63,2 gram. Ở phần C các em dùng KNO3 thì KNO3 nhiệt phân sẽ cho ra KNO2 cộng với oxy. Cộng oxy. Vậy cân bằng cho 2 vào KNO3, 2 vào KNO2. Số mol oxy của chúng ta bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0,2. Dẫn tới là số mol của KNO3 sẽ bằng 0,4. Từ đây thì các em sẽ tính ra được khối lượng của KNO3 sẽ bằng 0,4 nhân với phân tử khối của KNO3 là 39 cộng 14 cộng 16 nhân 3. Vậy bằng 101. 101. Vậy bằng 40,4 gram. Và cuối cùng, nếu như các em sử dụng điện phân nước thì nước của chúng ta điện phân sẽ tạo ra hydro cộng với oxy, cân bằng 2 vào hydro và 2 vào nước. Với số mol oxy là 0,2 thì cô có số mol nước sẽ bằng 0,4 và tính ra được m của nước sẽ bằng 0,4 nhân với 18 và có được giá trị 0,4 nhân 18 bằng 7,2 gram. 7,2 gram. Như vậy là đề bài hỏi là gì ạ? À, dùng chất nào có thì để có được khối lượng nhỏ nhất thì chúng ta sẽ lựa chọn được đáp án đây là dùng nước thì sẽ cần khối lượng là nhỏ nhất. Vậy chúng ta chọn đáp án D cho câu hỏi số 8 của chúng ta. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 9. Hợp chất Y có 74,2% natri về khối lượng, còn lại là oxy. Phân tử khối của Y là 62 đơn vị carbon. Số nguyên tử natri và oxy trong một phân tử chất Y lần lượt là, ở đây chúng ta là 62 đơn vị carbon. Được chưa?
Vậy trong phần này thì cô sẽ thấy như sau. Chúng ta sẽ áp dụng cách tính đó là gì ạ? Hợp chất này sẽ chứa natri và oxy. Vậy thì cô đặt công thức câu 9 này. Cô đặt công thức là NaXOY. Khi đó cô có được là gì? Là x chia cho y sẽ bằng phần trăm khối lượng của natri là 74,2 chia cho phần trăm khối lượng của oxy là 100% trừ đi 74,2. 100 trừ đi 74,2 như vậy bằng 25,8. 25,8 nhân với cái nguyên tử khối nguyên tử khối chéo lên, vậy là nguyên tử khối của oxy là bằng 16 chia cho nguyên tử khối của natri là 23. Như vậy cô rút gọn được cái tỷ lệ này như sau. Cô có là 74,2 nhân với 16 chia cho 25,8 chia tiếp cho 23. Vậy bằng 2 chia 1, 2 chia cho 1. Vậy từ đây thì cô suy ra được cái công thức phân tử của y sẽ có dạng là Na2O tất cả n lần. Và bây giờ đề bài cho phân tử khối của y là 62. Là 62 dẫn tới là gì ạ? 23 nhân 2 cộng với 16 tất cả nhân với n thì sẽ bằng 62. Từ đây chúng ta sẽ tìm ra được giá trị của n. Cô có 23 nhân 2 cộng với 16 bằng 62. Như vậy 62n bằng 62. Vậy n sẽ bằng 1. Và từ đây suy ra được công thức nó sẽ là Na2O. Công thức là Na2O thì chúng ta sẽ có được tỷ lệ số nguyên tử natri và oxy lần lượt là 2 và 1. Vậy chọn đáp án B trong câu hỏi số 9. Chuyển sang câu hỏi số 10. Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam carbon trong 4,8 gam oxy thì thu được tối đa bao nhiêu gam CO2? Vậy ở trong bài toán này chúng ta thấy là carbon và oxy cùng là chất tham gia phản ứng, đó chính là bài toán dư thừa đúng không ạ? Cô có phương trình phản ứng diễn ra trong câu hỏi số 10, đó là carbon cộng oxy tạo ra CO2 với số mol carbon bằng 2,4 chia cho 12, nghĩa là bằng 0,2 mol. Số mol của oxy thì bằng bao nhiêu ạ? 4,8 chia cho 32. 4,8 chia cho 32 thì bằng 0,15 mol. Theo phương trình phản ứng thì hai chất là carbon và oxy phản ứng với nhau theo tỷ lệ 1:1 đúng không? Vậy với giá trị 0,2 và 0,15 như thế này thì bài toán sẽ phải tính theo oxy. Vậy số mol oxy ở đây của cô bằng 0,15 mol. Được chưa? Bằng 0,15 mol thì dẫn tới là số mol carbon phản ứng sẽ bằng 0,15 mol. Và số mol CO2 được hình thành là bằng bao nhiêu ạ? Số mol CO2 hình thành ở đây bằng 0,15 mol. Đề bài hỏi rằng là gì ạ? Thu được tối đa bao nhiêu gam CO2? Thu được tối đa bao nhiêu gam CO2? Với giá trị là 0,15 mol như thế này, chúng ta sẽ có được cái khối lượng của CO2 sẽ bằng 0,15 nhân với 44. Chúng ta giả giá trị sẽ bằng 6,6 gam. Và chọn đáp án A cho câu hỏi số 10. Chúng ta tiếp tục với câu số 11. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp? Phản ứng hóa hợp là phản ứng có sự kết hợp của hai hay nhiều chất tham gia phản ứng tạo thành một sản phẩm. Vậy thì đến thời điểm này rồi cô nghĩ các em sẽ chọn được cái phản ứng hóa hợp một cách nhanh chóng thôi. Và đáp án ở trong câu hỏi số 11 này của chúng ta chính là đáp án B. Là đáp án B. Vì sao ạ? Vì có hai chất tham gia phản ứng tạo thành một chất ở sản phẩm. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 12. Có 4 lọ riêng biệt chứa nước cất dung dịch H2SO4, dung dịch natri hydroxit và dung dịch natri clorua. Bằng cách nào có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ? Vậy thì ở trong câu này thì cô nhận thấy như sau. Trong 4 dung dịch của chúng ta thì có dung dịch H2SO4 là dung dịch axit, dung dịch NaOH là dung dịch kiềm. Vậy nếu như có sự xuất hiện của dung dịch axit hoặc dung dịch kiềm, chúng ta sẽ phải nghĩ tới cái việc đầu tiên, đó là dùng quỳ tím để thử đúng không ạ? Khi mà các em cho quỳ tím vào thì H2SO4 sẽ làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ, NaOH sẽ làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh, nước cất và dung dịch natri clorua thì không làm đổi màu quỳ tím.
Vậy là với cái việc là dùng quỳ tím, chúng ta đã nhận biết ra được hai chất và còn lại là một nhóm gồm có nước cất và dung dịch natri clorua. Vậy chúng ta sẽ loại trừ được hai cái phương án đó là C hoặc D. Được chưa? C và D. Còn hai đáp án A và B, bây giờ chúng ta sẽ phải làm tiếp để có thể nhận biết ra hai chất còn lại là hai dung dịch còn lại là nước cất và dung dịch natri clorua, đúng không? Với nước cất và dung dịch natri clorua thì khi mà các bạn đun cạn ấy thì nước cất sẽ bay hơi hoàn toàn. Còn dung dịch natri clorua khi đun cạn thì sẽ còn lại chất rắn là muối ăn. Như vậy là hai hiện tượng này hoàn toàn khác nhau, chúng ta có thể nhận biết được bằng cách đun cạn. Từ đó thì cái đáp án cho câu hỏi số 12 của cô chính là đáp án B. Chuyển sang câu số 13. Đốt cháy pyrit sắt Fe2 trong khí oxy, phản ứng xảy ra theo phương trình. Sau khi cân bằng thì hệ số của các chất là phương án nào sau đây? Có nghĩa là các em sẽ đi cân bằng cái phương trình phản ứng này. Trong phương trình này thì cô thấy như sau. Cô viết lại cái phương trình xảy ra trong câu số 13. Cô có phản ứng đó là gì ạ? FeS2 cộng với oxy để tạo ra Fe2O3 và cộng với SY. Các chỉ số của oxy của chúng ta ở trong oxy và trong SO2 đều là số chẵn. Vậy việc đầu tiên cần làm đó là làm chẵn số oxy ở Fe2O3 bằng cách thêm 2 vào hệ số của Fe2O3. Khi thêm 2 vào đây cô thấy có số nguyên tử sắt là 2 x 2 bằng 4, vậy phải thêm 4 vào FeS2. 4 vào FeS2 thì có số lưu huỳnh là 4 x 2 bằng 8. Vậy cô phải cần điền 8 vào SO2. Khi đó số oxy nguyên tử, số nguyên tử oxy đấy ở bên phải của cô là 2 x 3 là 6. 6 cộng với 16 là bằng 22. 22 chia 2 được 11. Vậy là cái tỷ lệ về hệ số của các chất là 4 chia cho 11 chia cho 2 và chia cho 8. 4 chia cho 11 chia 2 chia 8, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B cho câu hỏi số 13. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 14. Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 12 gam axit chlorhydric. Thể tích khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn thu được là A 1,12 lít, B 2,24 lít, C 3,36 lít và D là 2,42 lít. Vậy trong câu hỏi này thì chúng ta lại thấy là có sự xuất hiện của cả số mol kẽm và HCl đều đóng vai trò là chất tham gia phản ứng. Vậy nó chính là bài toán dư thừa. Phương trình phản ứng diễn ra trong câu hỏi số 14 đó chính là gì ạ? Là kẽm cộng với axit chlorhydric tạo ra kẽm clorua cộng với hydro và chúng ta cân bằng 2 vào HCl. Trong đó số mol của kẽm đề bài cho bằng 6,5 chia 65 bằng 0,1. Số mol của axit chlorhydric bằng 12 chia cho 36,5 bằng xấp xỉ 0,33. 0,33. Vậy cô thấy là gì ạ? 0,1 chia cho 1 thì bằng 0,1. 0,33 chia cho 2 thì bằng 0, bao nhiêu ạ? 0,33 chia cho 2 bằng 0,165, đúng không ạ? Vậy thì HCl sẽ là chất dư sau phản ứng. Thì bài toán sẽ phải tính theo kẽm, cô điền 0,1 vào đây. 0,1 thì dẫn tới là số mol của hydro tạo thành sẽ bằng 0,1 mol. Từ đó chúng ta tính ra được cái thể tích của hydro sẽ bằng 0,1 nhân với 22,4 và bằng 2,24 lít cho câu hỏi số 14. Vậy chúng ta chọn đáp án gì ạ? Đáp án B trong câu hỏi số 14. Chuyển sang câu hỏi số 15. Khử hoàn toàn 0,3 mol một oxit sắt FeXOY bằng nhôm thì thu được 0,4 mol Al2O3. Theo sơ đồ phản ứng là FeXOY cộng nhôm tạo ra Fe cộng Al2O3. Vậy thì công thức của oxit sắt là trong câu hỏi này thì chúng ta lại có, đây là một cái dạng bài tập cũng khá là mới đối với chúng ta. Chúng ta thấy cái phương trình phản ứng là gì ạ? Nhôm cộng với FeXOY. Sơ đồ, cũng biết sơ đồ rồi. Được chưa? Tạo ra sắt cộng Al2O3. Vậy thì trong sơ đồ này ấy, thì cô thấy như sau này. Oxy chỉ xuất hiện ở FeXOY và ở
Al2O3 thôi. Vậy thì số oxy ở đây sẽ bằng số oxy ở trong hai oxit sẽ phải bằng nhau. Cô có là gì ạ? Số mol oxy trong FeXOY sẽ phải bằng 0,3 nhân Y. Được chưa? Còn số mol của oxy, số mol của oxy ở trong Al2O3 thì bằng 0,4 nhân 3 bằng 1,2. Vậy từ đây cô suy ra được 0,3 nhân Y sẽ bằng 1,2 và tìm ra được Y. Y sẽ bằng 1,2 chia cho 0,3. 1,2 chia cho 0,3. Vậy bằng 4. Y bằng 4 thì chúng ta sẽ có được là gì ạ? Ở với giá trị Y bằng 4 thì cái công thức của oxit này sẽ là Fe3O4. Được chưa? Vậy từ đó chúng ta sẽ chọn được đáp án C cho câu hỏi số 15 của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào câu số 16. Câu số 16 đề bài cho rằng các dữ liệu như sau này. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy? Đề bài đang hỏi các em về cái khái niệm phản ứng phân hủy. Vậy thì chúng ta sẽ lại phải nhắc lại với nhau về cái khái niệm phản ứng phân hủy đúng không ạ? Phản ứng phân hủy của chúng ta là phản ứng hóa học trong đó từ một chất tham gia phản ứng tạo thành hai hay là nhiều chất sản phẩm. Hay cô có thể tóm lược cho các bạn về cái sơ đồ của phản ứng phân hủy như sau. Đó là AA tạo thành BB cộng CC cộng chấm chấm chấm. Như vậy là xuất phát từ một chất tham gia phản ứng và nó tạo thành ít nhất là hai hoặc là thậm chí nhiều hơn hai chất sản phẩm. Vậy thì với cái sơ đồ phản ứng như thế này, chúng ta sẽ cùng phân tích các đáp án A, B, C, D xem là đáp án nào sẽ là đáp án chính xác cho cái khái niệm phản ứng phân hủy. Ở đáp án đầu tiên của chúng ta, chỉ có một chất tham gia phản ứng là KClO3 và chúng ta thấy có hai chất sản phẩm tạo thành, đó là kali, clorua và oxy. Như vậy đây chính là một cái phản ứng phù hợp với khái niệm phản ứng phân hủy. Chuyển sang phản ứng ở phần B. Phản ứng phần B của chúng ta thì lại có đặc điểm ngược lại so với phần A, đó là từ hai chất tham gia phản ứng là SO3 và nước tạo thành một chất sản phẩm. Vậy đây chính là phản ứng hóa hợp, hay nói khác nó không phải là phản ứng phân hủy. Phần C chúng ta Fe2O3 cộng HCl tạo ra FeCl3 cộng với nước từ hai chất tham gia phản ứng và tạo thành hai chất sản phẩm. Như vậy nó cũng không phải là phản ứng phân hủy. Được chưa? Và phần D thì đối với phần D chúng ta thường gặp ở trong cái bài là bài oxy hóa khử đúng không ạ? Hay là bài tính chất của hiro. Đó là việc người ta dùng hiro cho khử oxit kim loại để tạo ra kim loại và cộng với nước. Thì đây là phản ứng oxy hóa khử chứ không phải phản ứng phân hủy. Vậy thì đáp án cho câu số 16 của chúng ta chính là đáp án A. Phản ứng xảy ra trong đáp án A chính là phản ứng phân hủy. Chuyển sang câu số 17. Trộn 2 lít dung dịch HCl4M vào 1 lít dung dịch HCl0,5M. Nồng độ mol của dung dịch mới là... trong phần này thì cô thấy có các cái dữ liệu số như sau. Đó là gì ạ? 2 lít dung dịch HCl4M và 1 lít dung dịch HCl0,5M. Như vậy chúng ta sẽ thấy là trong cái bài toán này xảy ra cái quá trình trộn nhưng không diễn ra phản ứng hóa học. Được chưa? Thế thì khi đó chúng ta sẽ phải áp dụng cái công thức. Đối với câu số 17, chúng ta sẽ phải áp dụng cái công thức đó là gì ạ? CnM bằng N chia cho V để tính lại cái giá trị nồng độ mol trên lít của dung dịch sau khi trộn. Và trong dung dịch này thì các em cần tính cho cô tổng số mol và tổng thể tích. Ở đây cô có như sau. Trộn 2 lít dung dịch HCl4M. Cô trình bày cách thứ nhất cho các bạn. Cô có số mol HCl ở trong dung dịch 4N ấy, nó sẽ được tính bằng CM bằng N chia cho V. Vậy số mol sẽ bằng CM nhân với V. Như vậy sẽ bằng 2 nhân với 4 và bằng 8 mol. Thứ hai, cô có số mol của HCl của 0,5M thì lại bằng 1 nhân 0,5. Như vậy bằng 0,5 mol. Từ đây chúng ta tính được tổng số mol của HCl.
Tổng số mol của HCl sẽ bằng 8,5 mol. Lại có cái gì ạ? À, lại có tổng thể tích sau khi trộn ấy. Sau khi trộn chúng ta thấy là có 2 lít cộng 1 lít là thành 3 lít. Từ đây thì cô thay vào cái gì ạ? À, thay vào công thức Cm bằng N chia cho V tính ra được nồng độ mol trên lít của dung dịch sau khi trộn. Như vậy Cm lúc này sẽ bằng 8,5 chia cho 3. Được chưa? 8,5 chia cho 3. Chúng ta tính ra bằng 2,83 m. Và từ đó chúng ta sẽ chọn được cái đáp án đúng cho câu hỏi số 17 này, chính là đáp án C. Chính là đáp án C. Ngoài ra đối với câu số 17 các em cũng có thể làm cách thứ hai, đó là sử dụng sơ đồ đường chéo. Được chưa? Và cô sẽ giới thiệu cho các bạn sơ bộ một chút về cái phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo này. Cô có cái dung dịch thứ nhất, cách thứ hai này, cô có dung dịch thứ nhất là HCl4m ứng với thể tích là 2 lít 4m này. Trộn với 1 lít HCl 0,5m. Vậy thì sau khi trộn chúng ta sẽ có được cái nồng độ là xm. Khi đó cái phương pháp này được gọi là phương pháp sơ đồ đường chéo. Cô so sánh là 4m và 0,5 thì 4 lớn hơn 0,5, vậy chắc chắn là cái x thì nó sẽ nằm trong khoảng từ 4, từ 0,5 cho tới 4, và chúng ta sẽ tính được giá trị chéo ở dưới này bằng cách lấy 4 trừ đi x. Tiếp tục. Giá trị ở phía trên này cô sẽ lấy x trừ đi 0,5. Và từ đó cô lập được một cái biểu thức, đó là gì ạ? 2 chia cho 1. 2 chia cho 1 sẽ bằng x trừ đi 0,5 chia cho 4 trừ đi x. Và từ đây các em cũng sẽ tìm ra được giá trị của x, tương tự như là cái cách thứ nhất. Đó là hai cách để chúng ta cùng làm câu hỏi số 17 ở trong đề thi học kỳ 2, đề số 1 của cô. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 18. Sự oxy hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng được gọi là... ở trong này thì câu hỏi chúng ta sẽ có hai từ khóa đúng không ạ? Thứ nhất đó là gì ạ? Nó có tỏa nhiệt nhưng nó lại làm sao ạ? Không phát sáng. Vậy thì cái khái niệm này chúng ta đã được học ở trong sự oxy hóa chậm. Vậy thì đáp án B chính là đáp án cho câu hỏi số 18 của chúng ta. Câu số 19. Hòa tan hết 19,5 gram kali vào 261 gram nước. 261 gram nước. Vậy thì nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là bao nhiêu? Nồng độ phần trăm có nghĩa là đề bài đang hỏi các em về giá trị C phần trăm của dung dịch. Biết rằng này, nước bay hơi không đáng kể. Vậy thì việc đầu tiên trong câu hỏi này thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn về cái công thức tính C phần trăm trong câu hỏi số 19. Công thức tính C phần trăm của cô ở đây là C phần trăm bằng M chất tan chia cho M dung dịch nhân với 100%. Được chưa? Và trong công thức này, M chất tan nghĩa là khối lượng của cái chất được hòa tan trong dung môi, thông thường với cái phạm vi hóa học lớp 8 của các bạn ấy. Thì ở cái C phần trăm của chúng ta, cái dung môi của chúng ta sẽ chính là nước. Được chưa? Và trong bài toán này thì chúng ta thấy là cái phương trình phản ứng diễn ra đó là gì ạ? Là kali cộng với nước tạo thành KOH cộng với hydro. Nhớ cho cô là hãy cân bằng phương trình hóa học trước khi mà chúng ta tính toán bất kỳ một giá trị nào. Ở đây cô thấy như sau này. Chỉ số của hydro đều là các số chẵn. Vậy các em cần làm chẵn bằng cách thêm 2 vào hệ số của KOH. Khi thêm 2 vào KOH thì cũng phải thêm 2 vào kali để cân bằng số nguyên tử kali. Khi đó chúng ta thấy đó là gì ạ? Có 2 này, cộng với 2 là 4 hydro. 4 hydro thì đây phải có 2 vào nước. Và từ đây chúng ta thấy có 2 oxy và bên sản phẩm thành cũng có 2 oxy. Trong quá trình này thì cô có số mol của kali là gì ạ? 19,5 chia cho 39 bằng 0,5 mol. Số mol của nước 261 chia cho 18, không cần tính chúng ta cũng biết là nó sẽ ra một cái giá trị rất lớn đúng không ạ? Rất lớn so với lại cái 0,5 này. Mà hai thằng này lại đang phản ứng với nhau theo tỷ lệ là 2 chia cho 2 hay chính là 1 chia cho 1. Vậy thì nước của chúng ta dư rất nhiều so với kali. Được chưa?
Chúng ta sẽ tính toán theo cái lượng kali này. Trong bài toán này thì cao H chính là khối lượng của chất tan. Với số mol là 0,5, chúng ta cũng tính ra được số mol của cao H cũng bằng 0,5. Và đồng thời số mol nước tính ra bằng 0,25 mol. Số mol nước tính ra bằng 0,25 mol. Vậy từ đây cô có được M chất tan là M của cao H sẽ bằng 0,5 nhân với này. Kali là 39 cộng với hydro 1 là 40. 40 cộng với oxy 16 là thành bằng 56. Như vậy 0,5 nhân 56 chúng ta tính ra bằng 28 gram. Giá trị thứ hai cô cần tính đó chính là M dung dịch. Khối lượng của dung dịch thì sẽ bằng gì ạ? Bằng khối lượng kali cộng khối lượng của nước và trừ đi một cái thành phần ạ. Đó chính là gì ạ? À, trong phản ứng này hydro là chất khí thoát ra. Vậy chúng ta phải trừ đi khối lượng của hydro. Vậy đây cô sẽ thay vào, cô sẽ có được giá trị là 19,5 cộng với 261. Trừ đi khối lượng hydro là 0,25 nhân với 2. Từ đó cô tính ra được cái khối lượng dung dịch này. Được chưa? 19,5 này cộng với 261 và trừ đi 0,25 nhân 2. Chúng ta tính ra bằng 280 gram. 280 gram. Từ đó thì cô thay vào công thức tính C% sẽ bằng 28 chia cho 280 nhân với 100%. Được chưa? Thì bằng 1 phần 10 hay chính là 0,1. 0,1 nhân 100 thì bằng 10%. Với giá trị bằng 10% thì cô sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 19 này, chính là đáp án B. Đáp án B cho câu hỏi số 19. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào câu hỏi số 20. Một loại oxit sắt trong đó cứ 14 phần sắt thì có 6 phần oxy về khối lượng, và hãy xác định cái công thức của oxit sắt này. Câu số 20. Vậy thì công thức tổng quát của oxit sắt thì cô sẽ đặt công thức là FeXOY. Từ đây thì suy ra được là gì ạ? À, X chia cho Y sẽ bằng phần trăm về khối lượng, tỷ lệ phần trăm về khối lượng của sắt chia oxy hoặc tỷ lệ về khối lượng của sắt chia cho oxy. Vậy chính là bằng bao nhiêu ạ? À, 14 chia cho 6 nhân với tỷ lệ nghịch đảo của nguyên tử khối, có nghĩa là nhân với nguyên tử khối của oxy chia cho nguyên tử khối của sắt. Được chưa? Và chúng ta sẽ rút ra được cái tỷ lệ tối giản nhất. 14 nhân 16 này chia cho 6 nhân với 56. Vậy cô tìm ra được cái tỷ lệ bằng 2/3. Với x chia cho y bằng 2/3 thì chúng ta sẽ tìm ra được cái công thức của oxit sắt này, chính là Fe2O3. Là Fe2O3. Và chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu số 20, chính là đáp án B. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào câu hỏi số 21. Để hòa tan hoàn toàn 7,8 gram hỗn hợp gồm magie và nhôm, cần dùng 0,8 mol HCl. Và đề bài yêu cầu các em đó là gì ạ? À, hãy tính khối lượng của magie có trong hỗn hợp ban đầu. Hãy tính khối lượng này, khối lượng của magie trong hỗn hợp ban đầu. Và có các cái dữ liệu số đó là gì ạ? À, là 7,8 gram hỗn hợp và 0,8 mol HCl. Vậy thì bài toán này nếu như các em đã theo học cái khóa học của cô tại trang khóa học.vietjack.com thì các em đã biết được đó là gì ạ? Chúng ta đã biết được một cái phương pháp giải bài toán hóa học lớp 8 bằng cái phương pháp đó là đặt ẩn và giải hệ. Thì bài này chính là một trong những cái bài minh họa cụ thể cho cái phương pháp đó. Và cô sẽ hướng dẫn các em một cách chi tiết trong cái bài toán này như sau. Cô gọi X là số mol của magie và Y là số mol của nhôm. Cô có số mol của magie bằng x và số mol của nhôm bằng y. Thì khi đó rõ ràng chúng ta sẽ có được một cái phương trình theo tổng khối lượng bằng 7,8 ở đây như sau. Đó là 24x cộng với 27y thì sẽ bằng 7,8 gram. 7,8 gram. Tiếp theo, khi hòa tan hỗn hợp này vào trong HCl thì cả hai kim loại này đều tác dụng với axit chlorhydric theo phương trình đó là gì ạ? À, magie
cộng với HCl tạo ra magie clorua cộng với khí hydro. Chúng ta cần cân bằng 2 vào HCl. Phản ứng thứ hai đó là nhôm cộng với HCl sẽ tạo ra AlCl3 và cộng với hydro. Cô thêm 2 vào AlCl3 để làm chẵn số clo, vì số clo bằng hydro mà hydro chẵn thì dẫn tới là clo cũng phải là một số chẵn, đúng không ạ? Khi thêm 2 vào AlCl3 thì cần thêm 2 vào nhôm. Và đồng thời 2 x 3 là 6, thì 6 vào HCl và cho thêm 3 vào hệ số của hydro. Hydro của chúng ta là các chất khí. Vậy thì trong phương trình này thì cô thấy như sau này, x là số mol của magie, vậy dẫn tới là số mol của acid chlorhydric sẽ bằng 2x. Y là số mol của HCl, thì số mol của HCl tham gia phản ứng với nhôm sẽ bằng Y nhân 6 chia cho 2, như vậy bằng 3Y. Từ hai phương trình này thì cô có được số mol HCl phản ứng sẽ bằng 2X cộng với 3Y. Thế mà theo đề bài thì 2X cộng 3Y lại bằng 0,8. Bằng 0,8 mol. Vậy ở trên này cô có đây là phương trình số 1. Dưới này chúng ta có phương trình số 2. Từ 1 và 2 chúng ta sẽ có một hệ phương trình, đúng không ạ? Từ 1 và 2 thì cô thu được một hệ phương trình, đó là 24x cộng với 27y thì bằng 7,8, và 2x cộng với 3y thì bằng 0,8. Giải hệ phương trình này thì các em sẽ tìm ra được x và y. Đối với việc với chương trình của học lớp 8 thì chúng ta chưa được học về phương pháp giải hệ ở trong gì ạ? Ở trong môn toán học. Thì các em cũng có thể tham khảo ở trong cái khóa học của cô. Ngoài ra các em cũng có thể làm bằng cách như sau này. Ở cái phương trình số 2 này thì chúng ta sẽ nhân 12 vào cả hai vế. Sau đó khi đó thì cô sẽ được cái phương trình mới là gì ạ? 24x cộng với 3 x 12 thì bằng 36y. Thì sẽ bằng 0,8 x 12. Sau đó cô lấy cái phương trình vừa thu được trừ phương trình phía trên thì chúng ta sẽ tìm ra được giá trị của y, đúng không ạ? Có y rồi cô thay vào một cái phương trình phía trên chẳng hạn thì chúng ta tìm ra được x. Còn đến bước này chúng ta hoàn toàn có thể dùng máy tính để giải hệ, tìm ra được x và y. Giải hệ thì cô tìm ra được x bằng 0,1 và y. Y của chúng ta bằng 0,2. Với x bằng 0,1, cô có số mol của magie bằng 0,1 mol. Và tìm được khối lượng của magie sẽ bằng 2,4 gram. Với giá trị bằng 2,4 gram thì chúng ta sẽ chọn được đáp án B cho câu hỏi số 21. Chuyển sang câu số 22. Trong số các chất sau đây thì chất nào làm cho giấy quỷ tím hóa đỏ? Giấy quỷ tím hóa đỏ. Axit của chúng ta thì sẽ làm cho quỷ tím hóa đỏ, còn bazơ sẽ làm cho quỷ tím hóa xanh. Các chất trung tính thì không đổi màu quỷ tím. Vậy thì với cái lý thuyết như vậy thì cô sẽ dễ dàng chọn được cái đáp án đúng cho câu hỏi số 22 là gì ạ? Chính là đáp án B. Đáp án B. Vì dung dịch HCl là dung dịch axit. Còn đối với C thì dung dịch đó chính là dung dịch bazơ. Nước là thể hiện môi trường trung tính, hoặc là muối chúng ta thì cũng không làm đổi màu quỷ tím. Câu số 23. Dãy chất nào sau đây chỉ bao gồm muối ạ? Chỉ bao gồm muối. Đối với những câu hỏi dạng như câu số 23 thì cái cách làm nhanh nhất để chúng ta có thể chọn được cái phương án chính xác đó chính là làm một cách loại trừ. Cô lấy ví dụ này, ví dụ như là đáp án A chẳng hạn. Đáp án A thì cô thấy là tất cả các chất này đều phù hợp là muối, đúng không ạ? Nhưng ở đáp án B thì chúng ta thấy là có H2SO4 là axit, BaOH 2 lần là bazơ. Vậy thì chúng ta sẽ loại được đáp án B. Đáp án C ạ. Đáp án C thì có HCl chúng ta là axit, vậy cũng loại được đáp án C. Và với đáp án D thì sao ạ? Nước của chúng ta không phải là muối, cũng không phải là axit, cũng không phải là bazơ. Cao H thì là bazơ, vậy loại được tiếp đáp án D.
Từ đó chúng ta sẽ khẳng định chắc chắn được đó là đáp án cho câu số 23 lại chính là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 24. Khử 48g đồng 2 oxit bằng hiro thì thu được 36,48g đồng. Vậy thì hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu? Đề bài ở trong câu số 24 thì lại hỏi các em về cái giá trị hiệu suất. Vậy thì chúng ta sẽ phải xác định cái công thức tính hiệu suất ở đây là gì? Cô sẽ nhắc lại cho các em công thức tính hiệu suất đối với bài số 24. Hiệu suất của chúng ta sẽ bằng gì ạ? Bằng lượng phản ứng chia cho lượng ban đầu. Lượng phản ứng, lượng này có thể là gì ạ? Là khối lượng hoặc là số mol. Vậy ở đây cô sử dụng đó là gì ạ? Là số mol của CuO phản ứng chia cho số mol của CuO ban đầu và nhân với 100%. Vậy thì cái phương trình phản ứng diễn ra trong bài toán này là CuO cộng với hiđro có nhiệt độ để thu được đồng cộng với lại cộng với nước. Vậy trong phản ứng này cô đang có như sau. Đề bài có cho các em 36,48g đồng và cho 48g đồng 2 oxit. Các em có thể sử dụng dữ liệu để tính theo một trong hai cái giá trị này. Được chưa? Ở đây cô có đó là gì ạ? Khối lượng của Cu tạo thành là 36,48, từ đó cô sẽ tính được số mol. Cô lấy 36,48 chia cho 64 là nguyên tử khối của đồng, ra được 0,57 mol. Với giá trị 0,57 mol, chúng ta sẽ tính được số mol CuO phản ứng cũng sẽ bằng 0,57 mol. 0,57 mol. Và ngoài ra trong bài này thì chúng ta đang có số mol của CuO ban đầu ấy sẽ bằng bao nhiêu ạ? Số mol của CuO ban đầu ở đây nó bằng 48 chia cho phân tử khối của CuO là 80. 48 chia cho 80 bằng 0,6 mol. Bằng 0,6 mol. Được chưa? Bằng 0,6 mol. Vậy thì từ đây cô tính được cái hiệu suất sẽ bằng 0,57 này chia cho 0,6 và nhân với 100%. Và chúng ta tìm được cái giá trị hiệu suất đang cần tính. 0,57 chia cho 0,6 nhân 100 bằng 95%. Hiệu suất của phản ứng này đạt 95%. Với giá trị 95% thì chúng ta sẽ chọn được đáp án B cho câu hỏi số 24. Chúng ta chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng của đề kiểm tra học kỳ này. Câu hỏi số 25. Người ta dùng khí hiđro, hoặc là khí carbon oxit để khử sắt 3 oxit thành sắt. Vậy thì để điều chế 35g sắt, này thì thể tích khí hiđro, và khí carbon monoxit là lần lượt là bao nhiêu? Ta có các đáp án A, B, C, D. Được chưa? Vậy thì trong câu hỏi số 25 này thì cô lại dựa vào cái gì ạ? Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là chuyển cho cô cái dữ liệu ở dạng khối lượng này của sắt về giá trị số mol. Cô có số mol của sắt bằng 35 chia cho 56. 35 chia cho 56 ra bằng 0,625 mol. Bây giờ chúng ta tính chúng ta sẽ viết hai cái phương trình phản ứng. Phản ứng diễn ra đó là gì ạ? Phương trình đầu tiên là dùng hiđro để khử sắt 3 oxit. Sắt 3 oxit thì có công thức là Fe2O3. Phản ứng này diễn ra khi mà có nhiệt độ, được chưa ạ? Nhiệt độ cao đấy. Để thu được sắt cộng với nước. Cân bằng cho phương trình này, chúng ta cần lưu ý như sau. Ở đây có 3 oxy thì cô cần thêm 3 vào hiđro và 3 vào nước. Có 2 sắt, vậy thêm 2 vào hệ số của sắt. Với phương trình này, cô đang có số mol của sắt bằng 0,625 mol. Thì dẫn tới là số mol của hiđro sẽ bằng bao nhiêu ạ? 0,625 nhân 3 chia cho 2. Như vậy bằng 0,9375. 0,9375 mol. Được chưa? Và từ đây chúng ta tìm ra được cái thể tích của hiđro sẽ bằng 0,9375
nhân với 22,4 bằng 21 lít. 21 lít. Đó là việc khi mà chúng ta dùng hydro. Còn khi mà các em dùng CO thì sao ạ? Dùng CO thì nó cũng phản ứng với Fe2O3 ở nhiệt độ cao để thu được sắt và cộng với lại, à không phải nước nữa mà sẽ thu được khí carbonic CO2. Cách cân bằng cũng hoàn toàn tương tự như đối với hydro. Ở đây có 3 oxy thì cô cần thêm 3 vào hệ số của CO và 3 vào hệ số của CO2, đồng thời thêm 2 vào sắt. Như vậy cũng tương tự với phương trình trên, 0,625 mol sắt. Thì chúng ta cũng tính ra lượng CO tham gia phản ứng ở đây sẽ bằng 0,625 x 3 chia cho 2. Như vậy cũng sẽ ra được kết quả là 0,9375 mol. Được chưa ạ? 0,9375 mol là số mol của CO. Từ đó cô suy ra được cái thể tích của CO này sẽ bằng thể tích của hydro và bằng 21 lít. Với giá trị mà chúng ta vừa tính được thì chúng ta sẽ chọn được cái đáp án đúng cho câu hỏi số 25 này, chính là A, là đáp án D, 21 lít và 21 lít. Và như vậy thì cô vừa hướng dẫn các em giải xong 25 câu hỏi trắc nghiệm của đề thi minh họa học kỳ 2 chương trình học lớp 8. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video hướng dẫn bài giải đề kiểm tra tiếp theo của cô.